Kính thưa thầy cùng các bạn, em tên là Trần Thanh Tài, mã số sinh viên 2033010082, nhóm 10 lớp IB-K34. Thì hôm nay em xin trình bày triệu chứng đường tiểu dưới LUTS, nguyên nhân và triệu chứng. Những năm 2006 trở về trước, thậm chí trước năm 2010, khi nam giới có các triệu chứng rối loạn tiểu tiện thường nghĩ do bệnh lý tiền l列tuyến. Chính vì vậy, trong hướng dẫn điều trị của các tổ chức niệu khoa châu Âu EAU hoặc niệu khoa Hoa Kỳ AUA dùng thuật ngữ triệu chứng tiền liệt tuyến để chỉ ra các rối loạn tiểu tiện. Trong hướng dẫn điều trị AUA năm 2010, EAU 2010 vẫn dùng benign prostatic hyperplasia BPS. Sau đó thì rối loạn tiểu tiện không phải do mình tiền liệt tuyến gây ra và thuật ngữ LUTS đã ra đời vào năm 2011 bởi Hội Niệu Khoa Hoa Kỳ AUA 2011, tức là có sự thay đổi triệu chứng tiền liệt tuyến sang triệu chứng đường tiết niệu dưới ở nam giới. LUTS, triệu chứng đường tiết niệu dưới thường gặp ở cả nam và nữ. Các triệu chứng đường tiết niệu dưới LUTS gồm nhiều triệu chứng, bao gồm có triệu chứng đổ đầy, triệu chứng trống suất và triệu chứng sau đi tiểu. Triệu chứng trống suất bao gồm có tiểu chậm, tiểu không thành dòng, tiểu ngắt quãng, tiểu ngập ngừng, tiểu rặn và tiểu nhỏ giọt. Thì triệu chứng chứa đựng thì bao gồm các triệu chứng như tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu không kiểm soát. Và triệu chứng sau đi tiểu thì gồm có cảm giác tiểu chưa hết hoặc là tiểu nhỏ giọt sau tiểu. Thì triệu chứng sau đi tiểu thì ít gặp hơn. Các nguyên nhân của LUTS theo EAU năm 2010 gồm có bàng quang tăng hoạt, sỏi niệu đạo, hẹp niệu đạo, dị vật, BPO, tiểu đêm, bàng quang giảm hoạt, bàng quang thần kinh, nhiễm khuẩn niệu hay là viêm tuyền liệt tuyến, u bàng quang. Ngoài ra nó còn có một số bệnh khác. Bài của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn thầy cùng các bạn.